Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Đây là video thứ hai mình sẽ giới thiệu tiếp tục cho các bạn về cái Minter Oikos này. Đấy, Minter là một cái dApp cho chủ sở hữu OKX, và nếu bạn chưa từng sử dụng Minter trước đây thì hãy đọc qua phần giới thiệu nhanh ở đây nha. Thì Oikos là một cái giao thức phát hành tài sản tổng hợp phi tập trung được xây dựng trên Tron, và các cái tài sản tổng hợp này được tạo bằng cách đặt mã thông báo mạng Oikos, và các cái sinh này có thể được trao đổi trực tiếp với nhau bằng các cái hợp đồng thương minh Oikos trên Oikos trên. Và kế tiếp thì tại sao thì lại là cổ phần OKS đấy. Thì các cái nhà sản xuất OKS nhận được hai loại phần thưởng. Đầu tiên họ xin nhận được phần thưởng đặt cược là OKS được tạo ra thông qua chính sách tiền tệ lạm phát. Thứ hai là có phần thưởng trao đổi xanh được tạo bởi các giao dịch xanh trên Oikos.exchange. Tiếp theo đó chính là những người làm OKS cần làm gì, thì tất cả các cái xanh cần được hỗ trợ một cách đặt cược OKS với các cái tỷ lệ thế chấp là 70%, và các nhà sản xuất OKS cần quản lý tỷ lệ của chính họ ở trên con số này, và điều họ có thể làm bằng cách đốt cháy để tăng cái tỷ lệ hoặc đúc xanh để giảm tỷ lệ. Thì nếu họ làm điều này thì họ có thể thu thập phần thưởng hàng tuần. Và cuối cùng đó chính là những rủi ro là gì. Tất cả các nhà đầu tư OKS tạo ra một cái khoản nợ khi họ cổ phần. Khoản nợ của họ bắt đầu bằng số tiền USD ban đầu họ đúc và dao động theo lãi hoặc lỗ của những người nắm giữ sinh khác. Thì bất cứ khi nào bất cứ ai nắm giữ một cái sinh đánh giá cao về giá trị, khoản lại đó sẽ được phân phối theo tỷ lệ giữa tất cả các khoản nợ của những người làm giữ OKS, và một stake phải trả hết nợ trước khi họ phải mở khóa OKS của mình. Đấy, thì chúng ta sẽ kết nối ví với khoản giữ OKS. Thì mình đã kết nối rồi, đây các bạn có thể thấy đây là chi tiết ví của mình. Đấy, tỷ lệ tài sản đảm bảo hiện tại là 0% và 750% là tỷ lệ tài sản đảm bảo mục tiêu. Thì một OKS sẽ tương ứng với 0,054 USD và một TRX sẽ bằng 0,008 đô. Hiện tại thì các bạn có thể thấy là tổng số OKS trong ví của mình là 0 nhá. Tất cả thế nên tất cả những người đã khóa đặt cực kỳ quỹ đều bằng 0 hết. Đấy. Các bạn có thể thấy đây là Mint USD và cái đặt cực OKS để đốt cháy này. Đó. Tối đa yêu cầu đây là nhận phần thưởng từ việc trao đổi OKS và trao đổi từ swing buôn bán giao dịch bất kỳ swing để USD để chuyển khoản để chuyển OKS OKS và tương ứng với OKS đây. Ví dụ như là bạn có thể chuyển nhượng nhập số tiền của đô vào đây là bao nhiêu đây, ví dụ như là đây 199 này, bạn nhập tối đa, mình thì không có rồi, có thì mình nhập được nhá, để nhập chỉ để đích đến này. Đấy. Cái giao dịch ký quỹ này, những cái này thì hiện tại thì chưa có gì cả. Chúng ta truy cập vào Oikos trên này. Đấy. Thì cái này cũng yêu cầu bắt buộc là phải collect cái ví. Thì video tiếp theo mình tiếp tục giới thiệu cho bạn về cái phần này. Đấy. Hiện tại thì click vào đây làm tươi nhá. Bình thường là khi các bạn click vào thì làm tươi để xem cái tỷ lệ tài sản có những cái thay đổi gì đấy, trong cái Oikos này của bạn. Đấy. Thì trên đây là một số những cái giới thiệu của mình về cái Minter Oikos này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào tạm biệt.